Wow, các nhà thân mến, hiện tại A Báo đang có mặt ở thành phố. Các nhà thân mến, hiện tại A Báo đang có mặt ở thành phố Hà Tĩnh. Đấy, một thành phố rất là hoành tráng luôn cả nhà. Đứng trước khách sạn này, khách sạn Đại Bàng Hotel. Có bao giờ anh viết được vận thơ? Ê cả nhà, đây là gọi là Đại Bàng Hotel cả nhà, khách sạn 4 sao ở thành phố Hà Tĩnh. Một thành phố mà cực kỳ phát triển về kinh tế, vượt bậc luôn cả nhà. Đây, khách sạn 4 sao ở Hà Tĩnh thì A Báo được về một lần rồi. Bây giờ lần này là lần thứ hai A Báo về Hà Tĩnh. Đây, đi cùng A Báo là có A Phủ. Rồi, A Báo chào cán bộ. A Báo chào cán bộ nhé. À, anh đưa khách đi về đây à? Rồi rồi, bây giờ A Báo vào khách sạn à, cùng anh em đã cả nhà. Rồi, A Báo chào cả nhà. Rồi. Đây khách sạn, không biết bà chủ ông chủ ở nhà không? Đây, khách sạn rất rộng cả nhà ơi. Đây, rất rộng luôn. Đây, A Báo chào cả nhà. Rồi. Ôi chào lễ tân. Anh nhớ em không? Rồi, cái mày có nhớ cái tao không? Hôm trước anh gần trước anh làm cầu sáo cho em ấy. À, nhớ rồi mà. Rồi. Bây giờ đây là quầy lễ tân cả nhà. Đấy, không gian rất rộng. Ô, đây rồi, bà chủ đây rồi. Có bao giờ anh viết được vận thơ? Trước mắt anh là trời xanh, là biển rộng. Đêm trăng lên nghe câu hò em hát. Thương cha ra đồng bắt con tẹp con cua. Nuôi con đến người vai mề gầy khô. Đại Bàng Hotel, khách sạn 4 sao. Đây bà chủ, cảm ơn bà chủ. Rất là vui, lâu lắm rồi. Gần 5 năm rồi. Lâu lắm rồi. Bà chủ dẫn A Báo đi dạo một vòng. Okay. Để cán bộ đang quay video luôn. Okay. Rồi, đi lên tầng 2 phải không? Đi lên tầng 2, sao rồi. Anh đưa ta đi đâu? Rồi rồi, ta đưa nhau về. Rồi. Đi Hồng Diệu này, ta đi Hồng Diệu này. Chưa gì đã cho đi say rồi. Say, ta đi Hồng Diệu. À, đi, có Hồng Diệu à? À, đi đây xuống Hồng Diệu. A Báo có nghiện rượu đâu mà, phải đi ngó Hồng Diệu thế này. À. Thế ở tầng 2 có cuộc thi gì? Có cuộc thi là đang À, thế là không được lên à? Có, để đi tí, để đi khoảng 3 tí. Ôi rồi. Đẹp tí đã. Ôi già ơi, còn đi uống rượu nữa, say nữa là không lên được. Một tí thôi, không à, tí. Đây là hai vệ sĩ của A Báo. A Phủ và A Pháo. Đây. Rồi rồi. Cửa nó trong quá, đi húc vào rồi. Rồi, bây giờ là đi kiểm tra rượu. A Báo đang bỏ rượu, bây giờ lại vận động A Báo uống rượu à? Cả nhà ai bây giờ đi theo bà chủ là đi kiểm tra rượu xem có ngon không? À, đi dưới hầm rượu này. Đi xem thôi nhá, có được uống không? Uống, tối về ta uống. Giờ à, đi xem, à rồi. Tối về ta uống thoải mái mà. À, rồi, đi xem rượu đó. Đây, khách sạn Hầm Rượu Vang. À, hầm rượu vang. À, rượu vang không phải rượu vàng. Đây là tầng hầm để đựng rượu đây. Ui Giang ơi. Ây à. Rồi, A Báo chào cả nhà. A Báo giới thiệu đôi câu cho đi. Cả nhà thân mến, đây là hầm rượu vang của khách sạn Đại Bàng Hotel ở thành phố Hà Tĩnh. Rất là nhiều rượu vang ở khắp nơi, toàn rượu. Ở khắp các cường quốc trên thế giới. Đấy, ở đây là có rất là nhiều loại rượu ở khắp các cường quốc trên thế giới luôn. À, tất cả các nước trên thế giới. À, ở đây không những là có rượu mà có cả lái tàu đấy. A Báo chỉ lái máy bay thôi. Bây giờ lái tàu này không biết lái. Đây đây. Rồi rồi rồi. Này. À, đừng ngủ dưới này. Và hát ở phòng này.
À, Báo buổi tối biểu diễn ở đây. Tối về hả, Báo hát ở đây. À, rồi. Và trên này là có sân khấu cho Báo biểu diễn đây. À, hoành tráng cả nhà, ở đây là biểu diễn ở đây này. Đây. Báo ở đây. Chụp cho Linh Giang với A Báo cái ảnh nào. Ồ, quá đẹp luôn cả nhà. Chụp cái ảnh để A Báo trung chụp đi. À, Hiếu chụp cho chị rồi, 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 A Báo đi. Rồi, cán bộ chụp cho A Báo một kiểu. Đây. Đây, chụp cho A Báo kiểu đi. Đây, 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 chị đi. Đây, máy chụp. À, đấy, rồi. Vào đây, anh nhà phủ chuẩn bị lên lên sàn đi. Đây, này, IOP nào. Hà Báo về lên IG nha. Còn có IG cho Linh Giang nha. Rồi, IOP nào. Đấy, chụp đi, chụp đi, rồi, nổi tiếng, nổi tiếng chụp đi. Cán bộ vào đây. Cán bộ vào đây. Em là trợ lý phó của chủ. Dạ, dạ. Dạ. Rồi, yêu bên nào. Đấy, Hiếu lên để chị anh chụp cho nó nào. Ba người lên chụp đây. Hiếu lên đứng giữa, đứng bên đi. Anh nhà phủ lên đây. À, phủ đâu? Đây, anh nhà phủ lên đây. Đây, rồi, rồi, anh nhà phủ lên đây. Đấy, anh nhà pháo lên đây, lên đây. Toàn vệ sĩ về lên. Rồi, anh nhà phủ lên luôn, bên này. Anh lên đây. Đấy, yêu bên nào. Rồi, yêu bên nào. Đội hình mạnh đây. Thế thì còn gì bằng nữa. À, Báo đi đâu, Báo bây giờ. Cảm ơn anh Báo nha, tối nay ta gặp lại đây nha. Cảm ơn cán bộ nha. Rồi, kiểu gì tối nay cũng được uống rượu miễn phí. U mà nhiều rượu thế này thì không biết là... À, rất là nhiều rượu này. Quá nhiều rượu luôn cả nhà. Đây, đây. Đây, đây, toàn G7 này. Úi dồi ôi. 1976. Những chai rượu vang tận năm 1976 luôn. Đấy. Chắc là rất là ngon. À, Báo thì không nghiện rượu này cả nhà ơi. Rất là nhiều rượu. Quá nhiều rượu. Mình không biết gì về rượu. Mình chỉ biết là uống thôi. Đấy. Quá nhiều rượu. Không biết gì về rượu vang. Đây là có khoảng hơn 5.000 chai rượu trong cái hộp này. Hơn 5.000 chai rượu. À, anh đấy, chủ yếu là rượu. Thật 100% không phải vỏ đâu nhé. Từ chai cao cấp nhất là khoảng 32 triệu cho đến chai bình thường là 500-600 ngàn. À, chai cao cấp nhất là 30 mấy triệu. Vâng. Bằng một con bò của ta. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Đúng rồi. Chủng loài. Thế một chai rượu bằng một con bò. Thế một con chai rượu bé nhất là bằng một con dê. Quy ra bò ra dê. À rồi. À đây đây. Ở đây bên này là cũng một hầm rượu phía bên này. À. Ví dụ đây là Thiên Cầm. À, Thiên Cầm. Bài biển Thiên Cầm rất nổi tiếng. À. Đây. Đây là tên biển Thiên Cầm. Đấy, đấy. Ui giời, có Thiên Cầm. Ví dụ như đây là Kẻ Gỗ thì đây là đặt tên Kẻ Gỗ. Hồ Kẻ Gỗ. Ai. À. Từng hầm rượu là đặt tên một còn địa danh nổi tiếng. Nóng Sơn Kim ở huyện. Đấy, Kẻ Gỗ. Rồi. Ai ra Sơn Kim. À. Từng hầm là có một địa danh nổi tiếng ở quê hương Hà Tĩnh, Sơn Kim. À, rất là nhiều rượu đây. Chứa thì nó từ 10 người cho đến 40 người. À, phòng rồi. Quá wow, đẹp. Thế ở đây đặc biệt là có cái ngoài rượu thì có những cái gì đặc biệt hơn nữa không? Hay là ngoài chỉ... rượu vang là chủ yếu thì ngoài có rượu mạnh, tức là rượu nhập ngoài. À. Vodka, whisky. À, rồi, rồi. Cả nhà A Báo không hiểu gì về rượu cho nên là chỉ hỏi thăm thế thôi. Chỉ biết là ở đây có hầm rượu là đây về đây là... Chủ yếu là đồ Âu, hàng nhập khẩu từ các đồ Âu á. Tuy nhiên là mình cũng có thể xem lần phục vụ đồ Á. Đồ Á là đồ các đồ phẩm của Việt Nam mình. Thế có nghĩa là ở đây là một chai rẻ nhất thì ít nhất là mấy triệu, còn một chai đắt nhất là bằng một con bò. Rồi, A Báo đi thì lấy phòng nghỉ đây. Rồi, cảm ơn cán bộ nhé. Tối ra gặp lại. Rồi, ba chú ơi, rượu đắt quá, ta bán bò, bán trâu, bán lợn, bán gà để đi uống à? Rồi, A Báo đi lấy phòng nghỉ đây, hay là lên lên xem các cô gái đang tập luyện hay là... Các cô gái đang tập luyện thì hay là lấy phòng nghỉ? Lên lên, chưa gì đã gạ gẫm đi nghỉ thôi. Ba chú gọi A Báo đi nghỉ luôn. Bây giờ A Báo là đi cùng ba chú lên tầng 2 để xem các cô gái. Xem nó có đẹp không? Okay. Đấy. Đang tập hát. À nhưng mà về đây ta bắt cái con gái có được không?
Ôi rồi Giang ơi. À, bảo sở làm cán bộ nó bắt đấy. Đấy, khách sạn rất mát cả nhà. Ở đây hết đêm nay đến trưa ngày mai. Ngày mai là A Bảo về luôn hả? À chưa. Chắc là để xem tình hình là... A Bảo lặn khắp nơi hả? A Bảo đi dạo chơi thôi. À đợt đấy A Bảo đi thi cái gì ạ? À đi thi sàn chiến gà chọi. Thế đơn giản nào chứ, đến đâu rồi? Đã việc được thi hay là thi xong rồi? Thì thế thôi, ta hết tiền rồi, ta không thi nữa. Rồi bây giờ A Bảo đi lên tầng 2 xem các cô gái. Đấy. Bà chủ có lên cùng không? À đi đường này hay là đi đường? Ta đi xe của bộ hay là đi xe bộ sắt đây? Đấy, ở trên tầng 2 là các cô gái đang chuẩn bị chương trình thi. Chào em. Đây, các cô gái đang có một chương trình là tập luyện thi cử hay là thi thố những chương trình của khách sạn đây. Đấy. Đấy. Mỗi bà chủ là không hâm mộ thôi. Đấy, khách sạn rất rộng cả nhà ơi. Đấy. À, ở bên này đúng không? Rồi, một xa xa. A Bảo chào cả nhà. Dạ, dạ. A Bảo chào cả nhà. Vâng. Đấy, ở tầng 2. Ở tầng 2 là các em đang tập hát à? À, các cô gái tập hát ở đây luôn. Có 3 người thôi, 3 người mãi đi thi ở Vinh. À, rồi. Bác được nhân viên đấy. Đấy, vào hỏi thăm luôn. Chào A Bảo, chào cả nhà. Ui giời. Rồi. Chào cô gái. Rồi. Cả nhà đây là ba thí sinh để ngày mai dự thi, bây giờ A Bảo làm ban giám khảo à? Em A Bảo không được bắt của ta đâu nha. Ta có làm gì đâu, ta chỉ bắt tay thôi. Đây là không gian cho các cô gái tập luyện. Mai đi Vinh thi. Ô, cô gái hát để hát báo chấm điểm luôn. Rồi tranh thủ bật hát bài gì đi. À, cô gái ra đây đi để chào khán giả để hát báo đi lên phòng gì nữa. Đây. Cô gái ơi, vào đây. Vào chào một cái nào. Dạ đây ta quay một cái nào. Không cần đâu, đẹp sẵn rồi. Rồi cả nhà, đây là ba cô gái ngày mai là đi thi nghiệp vụ khách sạn mà còn phải biết cả hát nữa để hỗ trợ cho. Tiếng Anh rồi là ngoại ngữ, năng khiếu tài năng. Ba loại ngoại ngữ, ba thứ tiếng ngoại ngữ. English and Hàn and Japanese. Ui giời ơi. Đúng là gặp A Bảo không biết gì thôi. Ngày mai A Bảo có thời gian thì ra khách sạn Mường Thanh ở thành phố Vinh. Thì sẽ xem các cô gái tranh tài. Rồi. Khách sạn Hoa Tỉnh sẽ có 3 thí sinh rất là xinh đẹp, giỏi giang và tài năng sẽ tranh tài với các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình và Hà Tĩnh. Rồi chúc các cô gái thi tốt nhá. A Bảo không dám chấm vụ này đâu, A Bảo đi lấy phòng nghỉ thôi. Thôi A Giang ơi, mình đi ngủ thôi. A Bảo đưa bà chủ đi vào phòng nghỉ thôi. Bây giờ cả nhà cùng A Bảo đi trải nghiệm vào lấy phòng của A Bảo với anh A Phủ để kiểm tra xem phòng có đẹp không. Bà chủ bố trí sẵn lòng rồi. Rồi mình đi thi thôi, mình đi lên để kiểm tra phòng thôi. Rồi A Trung. Rồi A Bảo với bà chủ là đi ngắm khung cảnh mệt mỏi rồi, bây giờ muốn đi nghỉ một tí. Bà chủ đi từ từ thế, chậm thế, đi nhanh một tí xem nào. Rồi. Bà chủ cho vào phòng tổng thống luôn. Đấy, rồi, mời cả nhà vào nào. Rồi. Đang mất điện rồi cả nhà ơi. Ui giời ơi, cả nhà, ui Giang ơi. Sao lại đẹp thế này? Đẳng cấp nhất, thiết bị hiện đại nhất của khách sạn với em với diện tích 80 m².
À, phòng này diện tích là 80 mét vuông. Vâng. Ai phòng này có phòng khách riêng, phòng ngủ riêng bên này và phòng tắm rất rộng bên này. Ở đây có cả phòng một phòng khách rất là rộng này. Ở đây, ở đây có. Ui giời ơi, cả nhà đây là view quốc lộ này. Đấy, hòa mình vào thiên nhiên này. Đây là có bàn làm việc đàng hoàng này. Đấy, view này là view hòa vào thiên nhiên. Trung tâm thương mại Vincom thành phố ở đấy. Đấy. Mình có thể nhìn xa xăm. À, thế hôm nay A Báo được ngủ ở đây là ui giời. Ôi cảm ơn cán bộ. Cả nhà A Báo đêm nay được ngủ phòng tổng thống. Mà rộng như thế này đi sợ lạc đường. À, có người hướng dẫn, yên tâm. À, rồi rồi. Cả nhà ơi, ở đây có phòng khách này để ngồi uống chè, uống nước này. Đấy. Mình thử ngồi cạnh em không? Ui giời. À, ba chủ ngồi đây. Đấy, cả nhà ơi, ngồi êm ả như thế này. Ui giời, quá đẹp, quá. Phòng 80 mét vuông. Buổi tối ở đây rất yên tĩnh cả nhà. À, mình đi xem phòng nha. Đấy. Đấy. Bà chủ dẫn đi trước đi. Đấy, sợ lạc đường. Đấy. À, đây phòng nghỉ đây cả nhà ơi. Tối về uống rượu say rồi lên ngủ rất rất là thoải mái. Ui giời. Rất đẹp cả nhà ơi. Đấy, ở đây có view. Đây là view hòa mình vào thiên nhiên đây. Quá đẹp luôn. Đấy, phòng rất rộng luôn. Mà ở đây là còn có cả tivi to bằng cái bờ tường thế này. Ui giời, bằng hai con bò luôn. Đây, 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 đây. Tivi to bằng hai con bò của đây, 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 đây. Tivi to thế này cơ mà. À, phòng tắm ở đâu? Phòng tắm ở đây. Bà chủ. Phòng tắm ở đây. Nhưng mình đã đi tắm đâu mà, đã đi vào phòng tắm rồi. Đây là mình xem cái để... Đây, đây, rồi, đây. Ôi, cả nhà đây phòng tắm này. Phòng tắm đẹp này. À, thế phòng tắm này phải hai người tắm mới đủ cơ. Rất nhiều người tắm mới đủ. Phòng rất rộng cả nhà. Rất hiện đại luôn. A Báo ở một mình thôi. Đấy, ở một mình thôi. Ở hai mình sợ phải thức lắm. Đi ngủ mà. Bây giờ đi ngủ mà cứ hai người là không ngủ được là phải thức đấy. À, phòng tắm rất hiện đại luôn cả nhà. Ở đây là có 6 phòng như thế này. À. Dành cho nguyên thủ quốc gia về Eagle. Ôi giời. Phòng phòng dành cho nguyên thủ quốc gia. Hôm nay A Báo được hưởng. A Báo trải nghiệm xem. Được trải nghiệm ở đây. Ồ, cảm giác tim đập thình thịch rồi. Rồi cái mình còn phòng nào nữa để A Báo trải nghiệm một lần nữa xem. Okay, đi vào thôi. 801 đi. Đấy. Đấy, rồi. Bây giờ đi theo chân bà chủ thôi. Mình thích phòng này rồi. Rồi, cả nhà ở không gian khách sạn Đại Bàng Hotel. Có cả hồ bơi, có cả tập gym. Đây, khung cảnh rất là thoáng đãng luôn. Gió lồng lộng luôn cả nhà. Đây. Ai ở lưu trú ở đây thì có thể được nghỉ ngơi và tập gym và bể bơi miễn phí. Đấy. Nhưng hình như A Báo lâu lắm không được bơi. Tôi... chắc là phải để ngày mai hoặc tối nay thử sau. Sáng mai chúng ta bơi. Rất là mát mẻ, nước là rất là trong xanh cả nhà này. Nước rất là trong veo. Trong xanh luôn, trong ở dưới màu là... xanh rồi. Trong xanh. Trước mắt anh là trời xanh là biển rộng. Đêm trăng lên nghe câu hò giang hát. Thương cha ra đồng bắt con tẹp con cua. Nuôi con nên người vai mẹ gầy khô. Ở đây là một khu Sapa Massage, là một điểm nhấn của khách sạn. Đây với tiêu chuẩn làm từ Hàn Quốc ấy. Đây là gồm có các cái thể loại phòng như là sông hơi, massage và các cái... những cái tinh chất vật lý trị liệu dành cho những người là ví dụ như sau những ngày làm mệt việc mỏi. Căng thẳng mệt mỏi thì đến đây là sẽ giải stress, và những người muốn cần sắc đẹp như là đẹp da hoặc là giảm cân thì có những cái dịch vụ những cái phòng này là làm cho rất là thoải mái khi ở đây là dịch vụ tầm quất massage trị liệu bằng vật lý trị liệu. À, tưởng là vật nhau. Đấy. Đưa công nghệ từ
Hàn Quốc. Báo cái này ở đây. Đấy, những cái hang, hang ở đây là những cái hang đồng này. Tiên Hồng Ngoại để làm cho phụ nữ là lưu thông khí huyết này, da dễ đẹp này. À. Tiên Hồng có 5 quy trình. Đấy, thứ nhất là khi mình vào trải nghiệm là mình sẽ vào xong kia núi lửa. Cái vòng này là đá núi lửa. Đây. Ở đây là công nghệ Hàn Quốc của nhà ơi. Đây, ở đây có phòng sông đá núi lửa. Đây phòng sông đá núi lửa. Khi mình uống rượu nhiều ấy thì mình vào là nó sẽ được giải thoát đó. Được những cái những gọi là những độc tố ở trong người. Ui giời ơi, nóng như lửa luôn, đúng là phòng núi lửa. Đó, chống lão hóa đấy. Rồi. Wow. Cả nhà có thể nhìn thấy ở trong phòng núi lửa này. Đây. Đây. Bây giờ mình đi vào trực tiếp à hay là sao? Ủa thôi. Ôi giời, không vào đâu, nóng lắm. Dạ ơi, thôi mình đi dạo một vòng thôi. Đây là gồm có 5 quy trình khi mà vào đến cái bước. Ở đây có 5 quy trình để xông hơi, massage. Đây là phòng đá muối thổ dược. À, đây là những chiếc gối bằng gỗ để cho du khách trải nghiệm ở đây. Mình nằm trực tiếp ở đây là nó thải độc tất cả những cái độc tố ở trong cơ thể và làm cho da dẻ hồng hào. Rồi khi uống rượu say thì nó nằm giải độc tố rượu luôn. Và cả nhà có thể thấy là khung cảnh ở trong phòng rất là rộng mà. Và ở đây dùng cho cả gia đình, người thân, quý bạn bè. Đấy. Quá tuyệt vời luôn. Rất tuyệt vời. Wow, công nghệ Hàn Quốc rất là tốt cho sức khỏe cả nhà. Sau khi mấy quy trình xong rồi thì ra lại phòng tiêu ngoại. Đây là quy trình thứ tư này. Đấy. Đây là phòng muối ủ Himalaya. Cả nhà ơi, đây là phòng muối ủ Himalaya. À, đây là phòng rất là đặc biệt. Đấy. Phòng muối ủ ở Himalaya. Mang về đây. Cái này là mình ăn được luôn đấy. À, muối này ăn được à? Muối này là muối ăn được. Ôi giời, mình ăn muối này, ăn muối Hà Tĩnh thôi, mình bây giờ còn ăn muối Himalaya. À, cái muối này là làm cho mình thải độc tố. Độc tố này làm cho giảm cân này, làm cho vào nòng nó sảng khoái. À, chai gì mà bà chủ không thấy lên cân đấy. Đấy, cả nhà. Một tuần là bà chủ sâu hơi một lần. Sâu hơi khoảng 1 đến 2 lần. À rồi. Lưu thông khí huyết, da dẻ đẹp, thấy đẹp không? Đấy, lúc nào cũng thấy xinh đẹp, chưa thấy xấu bao giờ. Mu sai sai lo sai sai, mu sai sai lo sai sai hầu chứ hầu mê mê. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh tao uống hầu mê mê. À đây đây đây, quản lý dẫn mình vào phòng này. Không biết là có cho mình ngủ phòng này không? Hay là mình ngủ hai phòng? Có mấy phòng VIP đấy, A Báo chọn phòng nào thì A Báo. À, ngủ nửa phòng. Ngủ nửa phòng hay là có nghĩa là A Báo ngủ bên kia nửa đêm sau nửa đêm nhảy sang bên này. Ok, miễn sao A Báo vui là ok. Rồi, cứ theo lời bà chủ đi, cứ bà chủ đi vào đi. A Báo đến Hà Tĩnh, nhớ đến Eagle thì là điểm đến để A Báo lựa chọn thì phòng nào cũng ok. Được chưa? Rồi, cái mình dẫn A Báo vào. Rồi, đi vào cả nhà. Wow. Ui da. Toàn mùi gỗ thơm lừng luôn cả nhà. Quá đẹp luôn. À, ở đây cũng view là ngắm ra khung cảnh thiên nhiên này. Đấy. Quá đẹp cả nhà, nhìn toàn thành phố Hà Tĩnh luôn. Đấy, quá thơ mộng, ở phía dưới là có những khung cảnh mà rất là thơ mộng luôn cả nhà. Chứ đi mô rồi cùng nhớ về Hà Tĩnh. Nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La, nhớ biển rộng mà quê ta. Ôi thôi mình đi ngủ mà, thôi đứng đi hát. Rồi đi vào phòng xem phòng đẹp không. Vào Hà Tĩnh quê Hà. Có bao giờ anh viết được vần thơ? Trước mắt anh là trời xanh, là biển rộng. Ô giáng ơi, cái tivi to như con bò đây rồi. Ô đẹp thế, phòng mấy nào con cũng bò, đẹp. Bán mấy con bò. Bán một con bò rồi. Ô đây đây. Đẹp không? Okay. Phòng không, đẹp quá. Phòng okay ở đây không? Có cả cái ghế để ngồi này, đây. Đây là cái ghế để ngồi. Rất đẹp. Báo có thể là ngắm cảnh
cả nhà ở đây có thể ngắm cảnh toàn bộ thành phố Hà Tĩnh này. Đấy, ngắm view ra xa này. Đấy. Phòng rất đẹp luôn. Đấy, ở giường đây. Giường rất đẹp luôn. À, okay, ở dưới là có một thảm này. A Bảo đi rất là nhiều nơi nhưng mà A Bảo thấy chất lượng khách sạn của Eagle, A Bảo cảm thấy như thế nào? Đây là một điểm đến rất là lý tưởng nhưng mà A Bảo phải bán một con bò thì mới đủ đấy. Phòng quá đẹp cả nhà ơi. Cứ mỗi lần mà ghé qua Hà Tĩnh ấy thì A Bảo chỉ cần nhớ đến là điểm đến là khách sạn Eagle thì bất cứ phòng nào A Bảo thích thì cũng mời A Bảo nghỉ, không phải bán con bò nào hết. Free no money luôn. Okay. Rồi cảm ơn cái mì rồi. Okay, ta đi ngó phòng tắm là xem đẹp không? Đây phòng rất rộng luôn cả nhà ơi. Quá đẹp luôn cả nhà này. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Ui giời ơi như. Quá hiện đại luôn cả nhà. Tất cả những nghi vật dụng như thế này là được nhập khẩu từ châu Âu. À. Ở bên Đức ấy. Quá đẹp. Ôi, cả nhà ơi. Choáng váng trước chất lượng ở khách sạn như thế này. Quá đẹp. Ở đây thì A Báo cảm giác nếu mà nghỉ ở đây thì A Báo lại không muốn về rồi. Không muốn về. Ngoài ra A Báo ơi, ngoài ra ở đây đang có một cái dịch vụ là điểm nhấn của khách sạn của khách hàng mỗi khi đến khách sạn là có dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Spa, massage sông hơi. Tầm bóp à? Gọi là vật lý trị liệu đấy. Rất là nổi tiếng của Bắc Trung Bộ. Nghĩ là mời A Báo xuống xem, xuống trải nghiệm để tối về uống rượu say lên. Thế để phải uống rượu thì mới đi được. Bây giờ chưa uống rượu là không tầm bóp đâu. Thế bây giờ A Báo cứ đi xem qua, xem thử thế nào, qua thử dịch vụ mọi thứ như có ok không để tối về mình lên trải nghiệm. Đúng không? Giờ ta đi xem thì ok thôi, cả nhà bây giờ A Báo đi ngủ thôi. A Báo chào cán bộ nhá, mua sai.